Nani? Nani? Really? Tôi chân có kể là dài mê rô, lê rô dài. Nani? Nani? Lôi có được không được về anh ạ? À? Lúc em gọi cho mẹ Lôi, mẹ Lôi bảo là không, phải về Angola. Về Rafael đi. Về Rafael, về trên bản ấy, bốc đất. Có chai nước nào đấy? Ôi giời ơi. Ôi Joe nói gì á? Joe là bảo là nói về Lôi là ê, khỏe không? Khỏe không? Ở bến khỏe không? Đấy. Nước mũi còn chưa văng sạch. Ê, khỏe không? Sao khỏe không? Là... sao? Xem mà, chú Tiến xem kìa. Chú Tiến lại có Lôi. Tóc thay em vào. Chú Tiến không lấy đâu. Đây, cho chú Tiến xem đi. Đây. Đưa Tiến xem đi. Đây. Tiến lấy. Đưa vứt ra đường không? Rồi, phải về Angola nha. Cho xem không? Chú Tiến, chú Tiến. Chú Tiến, chú Tiến, chú Tiến, chú Tiến, chú Tiến, chú Tiến, chú xem không? Xem qua Joe khôn phết. Đúng rồi, Joe khôn hơn Lôi nha mọi người. Thằng Joe mới khôn hơn thằng Lôi. Thằng Lôi này là mới bình thường thôi nha mọi người. Đây chú xem nào. Đưa chú xem đi. Chú Tiến không? Không lấy đâu, lấy đâu mà lấy. Chị phút không? Hả? Nằm bình tĩnh ngồi đi. Xin lỗi nhá. Ngồi đi. Ngồi đi. Đúng rồi, Joe ngoan hơn. Lôi nghịch. Khoảng đều này. Lôi nghịch nhá. Buồn cú đấy. Không đều đâu. Bè trong tay đi. Joe... Lôi này nó hư hơn nha mọi người. Nó hư hơn. Phải có cách tỉ của các chú chứ không là... lớn lên là biệt phết đấy. Ở thành phố không biết. Đây là trạm thu phí thôi này. Cao tốc dầu dây Đồng Nai. Đồng Nai. Hai bên là cao su đấy. Cao su đấy. Mới Đồng Nai thôi. Cao su đi về dễ khó về. Đúng rồi, do uy tín quá là quá uy tín luôn. Quả muối có uy tín luôn. Sư một pháp nó hay bắt người dân mình đi là. Do cũng hay phết đấy. Để sau các chú đào tạo cho lên làm idol. Ba bốn tiếng nữa mới tới. Ủa đùa, xa thế à? Đâu, thấy cái chỉ đâu kia bảo là còn tiếng nữa còn gì nữa, tầm tiếng nữa. Ghé Đồng Nai chơi. Đúng rồi, đang ở cao tốc. Một tiếng nữa là tới nơi, làm gì mà đến ba tiếng. Nhưng mà đang tắc đường này. Tắc đường. Qua wow, cao tốc mà tắc đường à? Ừ. À đâu, trạm thu phí. Sao người ta đang dồn về Hồ Chí Minh chơi? Đang dồn về Hồ Chí Minh chơi và xem pháo hoa đấy. Tiến về Sài Gòn, ta quét hai tiếng vào trong được. Quận 1, anh em mình ở quận 1 nhá. Nói chung là về ăn uống nghỉ ngơi đấy. Pháo hoa hay không kể như mệt lắm luôn. Ừ. Về đi từ Nghệ An vào đây. Mà nói có phải mối đi xe không đâu. Đi nó nào chơi đoàn đấy. Bay tung nóc luôn. Đấy. Tối 2-3 giờ sạc pin có tí đến 6 giờ đi rồi. Sài Gòn thì sống về đêm thôi. Ờ, Sài Gòn là sống về đêm thôi. Nên là không nào không nạp rồi. Không nạp tiền là mắc kẹt đây rồi. Đúng rồi, nó tự động mà. Ông nào thì không để ý tiền thuế nạp tiền tự động ấy, trên app ấy. Rồi là đi đến đây thì không thanh toán được thì phải tắt. Đúng rồi. Nani? Nghe Nani ra đi. Nani? Tắt xa lắm kìa. Đây, hai ông này này. Nani? Nani? Hôm nay Lôi suy tư. Lôi buồn. Lôi phải suy nghĩ lại. Tại sao? Hay nhỉ? Mới về Việt Nam có mấy hôm mà muốn ở lại luôn rồi. Đất Việt Nam đúng thật là. Lôi còn muốn ở lại mà nói gì? Nói gì ai? Đúng không? Tuyệt vời quá Lôi ơi. Rồi giờ cay đấy, cay cho Linh lấy mọi người nhá. Nhìn mặt này hung hưng lên. Bừng lên đấy, nóng bừng rồi đấy. Úi ôi trợn mắt đi, úi trời ơi, Nani. Nani.
Nói chung là đúng thật là trong tất cả các chú, các cô ở trong team thì không ai mong muốn Lôi ở lại cả. Không ai mà anh ta đi. Không ai mong muốn Lôi ở lại Việt Nam cả. Đấy, nói câu cho thẳng cho vuông là không ai muốn Lôi ở lại đây cả. Lôi chỉ sang đi chơi thôi nha mọi người. Sang Việt Nam chơi, chơi một thời gian là Lôi sẽ về thôi. Chứ Lôi không được ở lại Việt Nam. Đấy. Nắn. Cái nắn mình nắn. Nani? Mấy cái nani là đi. Nani. Quay à? Giống cái mặt này giống như cái thằng mà lấy bài tạt cái mặt đấy, ngồi đây tạt. Cái mặt gì mà thấy nó hay nhỉ? Gì mà chen nhỉ? Quay gì mà quay? Cái điều này những cái chó gì của áo mà ấy, những cái chó gì không? Ngoài mười gì? Cái này có ai chú Tiến đang muốn cái gì? Cái này có ai? Để cái này có Lôi. Lôi nào? Nani chân tật. Ngồi ở vững ô tô kìa hỏng hết. Đấy, bật cất đi. Nani? Thì Lôi mẹ Lôi. Mẹ Lôi không cho Lôi về thì có để chú Lính hỏi Nani. Mẹ Lôi chán thật. Mẹ Lôi chán thật à? Nani? Nani. Nani. Đi theo ông 51 đấy. Không, tất nhiên rồi, các chú, các cô không bao giờ ai ủng hộ để cho Lôi ở lại Việt Nam luôn được. Nên là mọi người nên nhớ một câu như thế. Chỉ về Việt Nam chơi thôi. Ở luôn Việt Nam là một vấn đề khác rồi. Mà làm sao mà có mẹ nào mà cho con nhỏ đi qua nước ngoài ở tận 2-3 năm, đúng không mọi người? Cái đó là điều không anh em mình chưa nghĩ tới. Đấy, chỉ là Lôi muốn thì mình phải là nani. Nani. Mình phải nani một tí. Đấy, nani hỏi xem đứng không? Chứ làm gì có mẹ nào mà không thương con. Làm sao mà để bố đưa con đi 2-3 năm mới về. Cái đó là không thể nani. Con bảo nani. Chắc là ở Việt Nam luôn đấy, không về đâu. Đúng rồi, nó về là nani. Nani là Dương. Nani là mẹ Lôi không cho Lôi ở đây, ở Việt Nam. Tán mẹ Lôi thật. Trời, bảo là mình tán mẹ Lôi. Mẹ thương Lôi thế làm sao mà mấy được. Để cho khóc luôn mà. Không khóc là chú Linh không tha đâu. Để khóc đi. Không, phải như mẹ Lôi thì tuyệt vời. Mẹ Lôi thông minh, gen của Lôi là từ mẹ nhá, chứ không phải là từ bố. Từ bố mà. Từ bố là từ phải mẹ. Nani? Nani là bên ngoài. Nani? Quá nani? Nani. Nhưng mà Lôi không được về nhỉ, buồn nhỉ? Bây giờ mới có dịch vụ ăn. Mai là phải về sang Angola rồi. Sang bên đây này. Đúng thật là nani. Nani. Cày lắm các bạn, nhé. Nani là she. Lôi cày lắm đấy. Nani là bù rù đó. Trong 500 mét. Nani, cái nani thôi. Trời ơi. Cho đi học ở Việt Nam á. Các bạn nghĩ đơn giản thế. Đưa về đây là đưa về chơi có mấy tháng đây là đang còn liệt, đây là đang khó lắm đi.
không đơn giản đâu nhá. Nani? Nó là thằng này là thằng Lôi, mẹ nó là Angola và thằng bố ở đây. Mà mẹ nó không đồng ý nó ở lại Việt Nam thì tôi đố ông nào mà cho ông này ở lại được đấy. Chú Linh, đi bố cho ở lại rồi thì mẹ. Sao? Cô đang à? Nani? Nani. Lời bảo bố thì cho ở lại, lôi thì ở lại, bố ở lại là mẹ. Nani? Nani? Con nói lại. Cay lắm. Thỏ về Angola bốc đất rồi. Về Angola bốc đất rồi, đất đỏ rồi. Ở Việt Nam nói chung ở Việt Nam đang sướng như này nhá. Ăn sáng ăn này, tối ăn, chiều ăn. Chứ tối còn đi chơi với tôi nữa. Vừa đi chơi bóng các kiểu nhà bóng nữa. Mà bây giờ bắt về Angola thì có cái gì đâu, đúng không các bạn? Angola có gì chơi? Làm gì có gì chơi đâu, Nani. Nani. Đúng không mọi người ơi, bây giờ chơi sướng không đây. Không ngồi với chú Linh nữa. Đấy, không ngồi với chú Linh nữa. Nani. Đấy, thường lỗi các bạn ạ. Tội hiền lỗi hơn tội hết đi. Chà, hẳn tội chi. Nani. Nói chưa là không được ở lại Việt Nam đâu nha mọi người. Đấy, không ở lại được Việt Nam, không ở lại Việt Nam đâu. Rồi, ok, chào các bạn nha. Chào các bạn. Nani. Trong 500 Nani. Thương Lôi ơi. Hẹn mọi người tối ở đâu nhỉ? Ta chưa có điểm chính xác ấy. Chưa có điểm chính xác mọi người ạ. Để xem tình hình như thế nào đó. Về đến nơi thì cũng phải kiếm chỗ ăn, chỗ ngủ rồi đớp tí gì rồi mới nghĩ được tiếp chứ còn. Nani. Cày lắm các bạn ạ. Nani là chú Ly. Cày lắm. Cùn một nhá. Một có hai. Rồi sau đi đâu làm gì thì anh em mình sẽ quay đấy. Quay chứ hiện tại bây giờ là đến Sài Gòn thì kiếm cho ăn cho ngủ rồi là rồi tính sau. Hả? Mọi người hả? Kiếm cho ăn cho ngủ rồi như nào đấy thì tính sau mọi người hả? Ok ha các bạn ha. Rồi Nani là lôi bù rù ấy. Nani đi. Nani lôi. Trong 500 mét. Nani. Lôi cay lắm mọi người nhé. Rồi chờ ngày về Angola đi hả? Lôi hả? Nani nha mọi người. Ok, chào tất cả mọi người nha. Anh em mình di chuyển này. Đi nhà ca đi.